Oan Uổng Oan Sai. Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội cho hay vừa hoàn tất hồ sơ bồi thường oan sai cho ông Trần Văn Thêm, 82 tuổi, ngụ tại huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, người phải mang thân phận tử tù suốt 44 năm, trong đó có hơn 2.000 ngày bị giam giữ và 14.500 ngày tại ngoại, nhưng chưa được minh oan. Theo hồ sơ vụ án, ngày 23 tháng 6 năm 1970, ông Nguyễn Khắc Văn trong lúc cùng ông Trần Văn Thêm đi mua hàng đã bị đánh chết. Năm 1973, ông Thêm bị Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Phú tuyên án tử hình về tội giết người và cướp tài sản. Năm 1976, ông Thêm được ra tù khi một người thú nhận là thủ phạm, nhưng bị can này sau đó tử vong khi vụ án chưa xét xử. Phải chờ đến ngày 8 tháng 8 năm 2016, Tòa án Nhân dân tối cao mới xác định ông Thêm không thực hiện hành vi phạm tội. Tôi mạn phép tóm tắt vụ án Oan Sai của cụ Thêm do nhà báo Việt Dũng viết trên trang Pháp luật điện tử thứ 5 ngày 20 tháng 6 năm 2019. Câu chuyện buồn của cụ Thêm chỉ là một trong vô số những chuyện buồn oan sai, oan uổng xảy ra hàng ngày trong xã hội, mà sự thật ngày càng quý hiếm vì khó tin, khó tìm. Quả thực, không thiếu những oan sai, oan uổng lớn nhỏ có mặt trong mọi sinh hoạt của cuộc sống, làm chết cả đời người, tan nát cả gia đình, đổ vỡ cả hiện tại, tương lai, bôi đen xóa bỏ tất cả công trạng oanh liệt của quá khứ huy hoàng. Câu chuyện của cụ Thêm tuy rất buồn, nhưng cũng còn được phần nào an ủi vì những năm tháng tù đầy, oan uổng đã được nhà nước giải oan, bồi thường. Tuy số tiền bồi thường không đền bù được những mất mát thiệt hại mà suốt 44 năm ông cụ và gia đình phải gánh chịu vì tội danh cướp của, giết người. Bên cạnh câu chuyện oan sai được may mắn giải oan bồi thường, chắc chắn còn vô số những câu chuyện oan uổng khác không được minh oan, bị bịt đầu mối, bị ngàn đời lãng quên, bị ép phải xếp hồ sơ, nói chi đến bồi thường vật chất, phục hồi danh dự. Đó là chuyện oan sai, oan uổng chỉ có ngoài đời, còn trong đạo chẳng bao giờ xảy ra. Đó là ý nghĩ và sắc tín thường gặp nơi những tín hữu quyết tâm bảo vệ bằng mọi giá uy tín, danh dự, sự thánh thiện hoàn hảo của đạo. Người viết thông cảm với những đồng đạo đơn sơ này, nhưng không vì thế mà hèn nhát a-dua, phủ nhận một sự thật trong đạo cũng không kém bẽ bàng như ngoài đời. Đó là kết án oan uổng người vô tội, và sự thật đáng buồn đó đã được tin mừng Thánh Matthew kể lại như sau. Đức Giê-xu bị điệu ra trước mặt quan tổng trấn. Ông này hỏi người: ông là vua dân Do Thái sao? Đức Giê-xu trả lời: chính Ngài nói đó. Nhưng khi các thượng tế và kỳ mục tố cáo người, thì người không trả lời một tiếng. Bây giờ tổng trấn Phi-la-tô hỏi người: ông không nghe bao nhiêu điều họ làm chứng chống lại ông đó sao? Nhưng Đức Giê-xu không trả lời ông về một điều nào, khiến tổng trấn rất đổi ngạc nhiên. Tin mừng Gioan cũng tường thuật cùng một nội dung, nhưng thêm phần về sự thật. Ông Phi-la-tô hỏi: vậy ông là vua sao? Đức Giê-xu đáp: chính Ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi. Ông Phi-la-tô hỏi người: sự thật là gì? Và Đức Giê-xu đã yên lặng, không trả lời ông Phi-la-tô câu hỏi sự thật là gì của ông. Vâng, chính Đức Giê-xu đã bị những người đồng đạo Do Thái tố cáo oan uổng trước quan tổng trấn Phi-la-tô, đại diện toàn quyền đế quốc Roma đang thống trị trên đất nước Ngài, bị oan uổng tố cáo, bị oan sai kết án tử hình đóng đinh vào thập giá. Đức Giê-xu đã là một trong những nạn nhân của những oan sai, oan uổng do bộ máy tôn giáo vô cảm, vô hồn, là một trong những phạm nhân vô tội bị tước đoạt mạng sống do lòng dạ nham hiểm, độc ác
của những người lãnh đạo nguồn máy, giáo lý, lề luật, là người tín hữu đáng thương vì gánh nặng oan khiên của cơ chế độc đoán, vì dựa trên thần quyền. Hơn ai hết, Đức Giê-xu đã chịu một bản án hoàn toàn oan uổng, một cái chết hoàn toàn oan sai, một hình phạt oan khiên, oan ức ngay trong đạo, cho người có đạo, được các thượng tế, chức sắc, đạo diễn và khéo léo mượn bàn tay người đời, ngoài đời thực hiện. Thiết nghĩ đến lúc này, bạn và tôi có thể đồng ý với nhau, trong đạo hay ngoài đời, con người đều có thể bị chụp mũ, tố cáo oan uổng hay bị kết án, trừng phạt oan sai. Vì người đời hay người có đạo cũng chỉ là những con người với tất cả giới hạn của tư duy, kiến thức, ý chí, đạo đức, nói tắt là giới hạn của cái tâm, cái tầm, đồng thời bị ràng buộc bởi vô vàn tương quan tốt xấu và chịu vây hãm bởi nhiều áp lực, ảnh hưởng thiện ác, chằng chịt, lẫn lộn. Từ quan điểm chung này, chúng ta cùng nhau khám phá sự thật của oan uổng oan sai, vừa bằng cặp mắt nhân loại, vừa với cái nhìn đức tin. Thứ nhất, có oan uổng oan sai vì có sự thật bị phủ nhận. Trong cả hai câu chuyện, một oan sai trong đạo với người vô tội là Đức Giê-xu bị kết án đóng đinh. Một oan uổng ngoài đời với phạm nhân vô tội là cụ Trần Văn Thêm bị mang án cướp của giết người suốt 44 năm. Sự thật của con người nạn nhân và sự thật về hành vi của nạn nhân đều không được xã hội quan tâm, lắng nghe, tìm hiểu thấu đáo và công tâm nhìn nhận. Không được quan tâm lắng nghe, nên những bản tự khai lý lịch nhân thân, tường trình vụ việc của cụ Thêm đã không được tòa án lưu ý tìm hiểu, nghiên cứu. Những quan chức làm công tác phá án, thẩm định hồ sơ, quyết định án lệnh đều đã không chạm được sự thật của một con người vô tội, người công dân lương thiện, người nông dân chân chất, không hề che tay cướp của giết người. Vì có sự thật mà nên nông nỗi oan uổng, oan sai. Khi sự thật không được tôn trọng, không được tìm tòi, nghiên cứu, thẩm tra kỹ lưỡng trước khi tuyên án. Vì có sự thật, nên khi sự thật vô tình hoặc cố tình bị ai đó, nhất là những người có quyền lực trong tay lấp liếm, che đậy, bóp méo, tráo đổi, uy hiếp, áp đặt, cắt bỏ, tẩy xóa, hủy hoại, thì hậu quả không thể tránh là người mang sự thật phải chịu mọi oan uổng, gánh mọi oan khiên và bị oan ức dập vùi, tiêu diệt. Vì có sự thật nên oan uổng phát sinh khi sự thật bị san dối ém nhẹm, bị hận thù tấn công, bị bạo lực bức tử nghiền nát. Đứng trước sự thật đang bị các thượng tế, kỳ mục và đám đông cả vú lắp miệng em, lấy thịt đè người, Đức Giê-xu đã không nói gì khi thấy sự thật bị hạn hiếp trắng trợn. Và con người, Thiên Chúa đang mang trên mình sự thật toàn vẹn và đích thực bị đám đông mồm loa, mép dài, bóp hầu, chịch cổ, không cho lên tiếng. Ngài đã không nói được tiếng nói của Thiên Chúa là sự thật, không nói được lời của con người có sự thật, nên đã không trả lời câu hỏi của quan tổng trấn Phi-la-tô, sự thật là gì? Bởi lúc này đây, trước mặt Ngài, từ trong đạo, ngoài đời, từ thần quyền đến thế quyền, chẳng còn ai lương thiện để bận tâm tìm kiếm, đón nhận sự thật. Vì thế, trong cuộc đời, nhiều người công chính trước những vu oan giáng họa vô cớ, những vu khống tố cáo bất công đã noi gương Đức Giê-xu giữ yên lặng. Bởi chỉ yên lặng mới là câu trả lời còn chút giá trị cảnh cáo, nhắc nhở đám người gian dối, hồ đồ, quyền lực đang lên án người vô tội bằng giết chết sự thật của họ và về họ. Thứ hai, có oan uổng oan sai vì có người làm chứng không được lên tiếng. Nếu không có sự thật bị bóp méo, lật lọng,
thì không có cảnh người mang sự thật bị lâm vào cảnh oan uổng cười ra nước mắt. Bên cạnh thảm cảnh sự thật bị chà đạp và người mang sự thật bị trù dập, còn một thảm trạng không kém thương tâm, đó là người làm chứng cho sự thật cùng chịu chung số phận bị giày xéo. Trong bất cứ vụ việc nào, sự thật luôn là chìa khóa mở ra tất cả, giải quyết tất cả một cách công minh, chính đại, không thiên vị ai, o ép bên nào. Đó là tinh thần tôn trọng sự thật, yêu mến sự thật và làm tỏa sáng sự thật, bởi chỉ sự thật mới thực sự giải phóng, hóa giải mọi sự và hòa giải mọi người. Nhưng trong thực tế, người ta không luôn lương thiện, không luôn công bình, nên oan trái mới phát sinh, oan khiên mới nảy mầm, oan uổng mới xuất đầu lộ diện, và oan sai mới có cơ hội tràn lan, tàn phá. Chính vì thiếu lương thiện và công tâm mà khi phân định, phán quyết, những kẻ có quyền trên người khác thường uống sự thật theo hướng thuận lợi, lái sự thật theo quy hoạch sẵn có, bẻ sự thật theo đồ án đã lập trình, bằng ngăn chặn tiếng nói của chứng nhân, ngăn cản sự can thiệp của người làm chứng, ngăn cấm tương quan, liên lạc giữa người chứng và đối tượng bị đặt thành vấn đề. Tóm lại, bất cứ chứng nhân, chứng từ, chứng cớ nào thuận lợi, có lợi cho sự thật đều bị xóa bỏ, cô lập, tẩy chay, từ chối. Và đây là nguyên nhân làm oan uổng ngày càng trở thành tai họa khủng khiếp và khiến oan sai, oan trái lan rộng, lan nhanh với một tốc độ chóng mặt làm chết đứng vô số người lương thiện, công chính, vô tội nhưng không tiếng nói vì thấp cổ bé miệng. Trong những năm vừa qua, thế giới sôi động vì nạn lạm dụng tình dục của một số rất ít linh mục, và người ta bằng rất nhiều phương tiện không luôn lương thiện, vô tư công bằng đã lên án các vị cách hồ đồ, bất công khi không tôn trọng sự thật. Bằng chứng là nhiều vụ việc đã được giải oan, nhiều linh mục, giám mục bị cáo gian, vu khống, lên án hết sức tàn nhẫn đã được minh oan, trả lại danh dự. Trong những vụ việc được giải oan này, người ta nhận thấy hầu hết các nhân chứng đáng tin cậy đều đã không được lên tiếng, không được lắng nghe bởi những người có trách nhiệm. Có lẽ không còn nhấn mạnh thêm nữa vai trò của nhân chứng trong việc truy tìm sự thật, vì ai cũng biết rất ít nhà lãnh đạo có trách nhiệm có thể quan sát sự việc, thu thập chứng cứ đủ khả năng và khôn ngoan, cũng như độc lập để quyết định một cách khách quan, trí công vô tư mà không bị thành kiến, thiên kiến, định kiến chi phối, không bị những người thân cận tạo sức ép, không bị khuynh hướng toàn cầu vo tròn hoàn hảo làm che khuất sự thật, không bị vinh quang của quyền lực và cám dỗ của chỗ đứng chỗ ngồi xô đẩy vào mù quáng, vô cảm trước sự thật của một con người hoặc về một biến cố sự kiện nào đó. Trở lại vấn đề nhân chứng bị bức tử, không gì gần gũi quen thuộc với người cư tu hữu hơn là dung mạo của Thánh Gioan Tiền Hô trong Tin Mừng Matthew. Thánh nhân bị vua Herode chém đầu không chỉ vì ngài đã ngăn cản vua không được lấy bà Herodia đang là vợ của anh mình là Philippe, nhưng vì ông còn là một đại ngôn sứ được dân chúng kính trọng, ngưỡng mộ. Tại sao phải giết ngôn sứ? Thưa, vì ngôn sứ trước hết là nhân chứng làm chứng cho người thật, việc thật. Người thật đây là Đức Giêsu và việc thật là sự hiện diện cứu độ của ngài. Ngay từ khi Đức Giêsu xuất hiện, vua Herode tuy không nói ra nhưng bắt đầu ngại vì đánh hơi được danh tiếng và uy tín ngày càng lớn của Đức Giêsu trong dân chúng. Điều này là mối đe dọa cho ngai vàng của ông, nên ông nhen nhúm một kế hoạch triệt hạ ngài, không để ngài trở thành siêu nhân, siêu sao, thần tượng thu hút quần chúng, vì nguy hiểm cho vương triều ông đang trị vì. Cơ hội đến, hay đúng hơn là giọt nước cuối cùng làm tràn ly. Nhất là trong cơn say nắng, say tình, Herode đã lạnh lùng ra lệnh:
chém đầu Gioan ngay trong ngục. Giết được Gioan, nhân chứng của Đức Giêsu, Hê-rô-đê nhẹ đi một bên vai gánh nặng lo cho ngai vàng có thể bị lung lay, sụp đổ. Thực vậy, có oan uổng vì có sự thật không được truy tìm, không được nhìn nhận cách chính đáng, cũng như có oan sai vì có nhân chứng của sự thật không được lên tiếng làm chứng, hoặc có chứng cớ của sự thật không được quan tâm, có chứng từ của sự thật bị giấu nhẹm, giả mạo, sửa đổi, đánh tráo. Trong tiến trình tìm kiếm sự thật mà người làm chứng không được nói, hay có nói nhưng không được người có trách nhiệm lắng nghe, hoặc người có quyền quyết định có nghe nhưng không tin, không ghi nhận, không đối chiếu, không đặt lại vấn đề, thì hậu quả tất nhiên sẽ là một chuỗi dài những oan sai, oan trái, oan khiên nghiến nát thân phận và cuộc đời của người mang sự thật và người làm chứng cho sự thật. Thứ ba, có oan uổng oan sai vì có con người không được tôn trọng. Một xã hội mà con người được tôn trọng và nhân quyền được đặt hàng đầu thì tình trạng oan uổng oan sai sẽ giảm bớt rất nhiều. Do đó, khi người có trách nhiệm phân xử với ý thức tôn trọng đối tượng là người đang bị tố cáo, điều tra, thì sai lầm trong phán quyết sẽ khó có cơ hội xảy ra. Bởi người ta sẽ rất cẩn trọng và khách quan, rất bình tĩnh, khôn ngoan và công bằng, nhân ái, rất ý tứ, tỉ mỉ trong quan sát và lắng nghe, rất dè dặt, thận trọng trong mọi ý kiến và phán quyết. Nhất là người có lòng nhân ái và tôn trọng người khác sẽ không lấy mình làm chân lý khi phân xử, không nhẹ dạ, hèn nhát, đồng lõa, thiên vị, phe cánh khi nhận định một vấn đề, không để mình bị cuốn hút, lôi kéo bởi cá nhân hay phe nhóm có thế lực ảnh hưởng khi quyết định số phận của một người, càng không để thành kiến, tiếng đồn, dư luận, lời bàn vô trách nhiệm làm nao núng khi kết luận. Cũng vì nhân vị không được coi trọng nên người ta cẩu thả khi điều tra, lười biếng khi nghiên cứu, vô trách nhiệm khi đưa ra đề nghị, quan điểm, vô cảm, vô can khi quyết định, vô tâm, tắc trách khi phân xử. Chẳng thế mà ngoài những vụ sự oan uổng, oan sai còn ngang nhạn đó đây, những trường hợp oan uổng, oan sai trong y tế, ở học đường, nơi công sở, ngoài thành phố, như em Lê Thị Hà Vi, học sinh lớp 10 đã bị cưa chân do tắc trách của bác sĩ, như anh Nguyễn Bá Dần, 33 tuổi, bị giải phẫu mà không được xét nghiệm chấn bệnh kỹ lưỡng, hậu quả là anh đã từ chàng thanh niên khỏe mạnh, lực lưỡng, bị oan uổng, biến thành phế nhân ngồi xe lăn. Hay như chị Nguyễn Thị Kim Phùng, sinh năm 1980, nạn nhân vô tội bị tử vong và 6 nạn nhân khác bị thương nặng khi chiếc xe ô tô BM do nữ đại gia Nguyễn Thị Nga say xỉn, không bằng lái đâm bổ vào cán chết, gây thương tích oan uổng, khuya ngày 21 tháng 10 năm 2018 tại ngã tư Hàng Xanh, Sài Gòn. Thứ tư, có oan uổng oan sai vì có những người có quyền nhưng thiếu khả năng, không đạo đức và vô trách nhiệm. Trong bất cứ vụ việc gây oan sai, oan trái, oan uổng nào, đều có người có quyền đã quyết định sai sự thật, trái lẽ phải, ngược công lý. Phải có sai trái, nghịch ngược với sự thật, mới có người vô tội bị hàm oan, người tử tế bị bắt bớ oan uổng, người lương thiện bị tố khổ dã man, người tốt lành bị te tua trù dập, người đang lành lặn thành phế nhân, người đang sống phải chết. Có kẻ nắm giữ quyền sinh sát, thiếu khả năng nhìn ra vấn đề, nắm bắt sự thật, mới có cảnh tan gia bại sản, bị vu khống oan uổng, kết oán oan sai. Có người kém đạo đức, thiếu tầm nhìn xa rộng, nhưng lại ở địa vị cầm cân nảy mực,
nắm giữ quyền phụ mẫu trên người khác, nên mới có cảnh người yếu bị đàn áp, người nhỏ bị chà đạp, người nghèo bị bắt nạt khinh khi. Vì thế, bao lâu còn những con người thiếu tầm, thiếu tâm ở vào những vị trí lãnh đạo, hướng dẫn, quyết định, thì còn những oan sai, oan trái, oan khiên, oan uổng, và tiếng khóc của người vô tội, máu của người bị oan vẫn ngút cao, mong thấu đến trời. Mong đến thấu trời, vì chỉ có Thiên Chúa mới hiểu được nỗi oan của người hèn mọn bị hàm oan. Chỉ có Thiên Chúa mới thấu suốt sự thật của từng người, sự thật trong trái tim mỗi người đang bị người đời hãm hiếp, hành hạ. Và chỉ có Thiên Chúa mới là đấng giải oan, minh oan cho người khô thân, khô thế, thấp cổ bé miệng, không phe cánh thế lực, không tiền bạc lót đường, mua chuộc kẻ quyền thế. Vâng, trong đạo cũng như ngoài đời, không thiếu những người buồn, cảnh buồn, chuyện buồn, vì sự thật không được lương thiện tìm kiếm, không được công minh nhận định, không được công bằng phán quyết, không được chân thành đón nhận, cũng như con người không được tôn trọng đúng mức, nhất là khi những con người ấy không thuộc phe cánh lãnh đạo, phe nhóm nắm quyền, phe phái thế lực, phe đảng nhiều quyền lợi, ảnh hưởng. Và tâm tình gửi đến bạn có thể đã một lần là nạn nhân của những oan uổng, oan sai trong đạo, ngoài đời. Như bạn, người viết không thuộc luật trừ, không được miễn trừ, nên hiểu thế nào là nỗi đau, nỗi nhục, nỗi khổ, nỗi oan ức khi sự thật của mình, sự thật về hành vi của mình bị thiên hạ ngạo mạn và lố bịch ngồi xổm lên, rồi ba hoa đàm tiếu, đoán xét vô trách nhiệm. Nhưng chính trong những nỗi niềm ấy, tôi và bạn hiểu thêm một điều quan trọng, đó là sự yên lặng cao cả, cao thượng và thánh thiện của Đức Giêsu trước chánh án Pilato, không tâm, không tầm, lại hèn nhát ba phải. Trước cáo trạng hồ đồ ngụy tạo bởi các thượng tế và kỳ mục tại phiên tòa không nhân chứng, không tiếng nói giải thích, biện hộ. Thái độ yên lặng của Ngài thật cao cả, vì vượt xa những thấp hèn đang nhấn chìm sự thật. Thái độ thật cao thượng, vì không đôi co, đấu đá với những con người chai lì, cạn kiệt chân lý và lòng nhân ái. Thái độ tuyệt đối thánh thiện, vì hiền lành và bao dung trước xúc phạm nặng nề. Chính trong yên lặng ấy, yên lặng của Thiên Chúa từ bi và nhân hậu, mà người không biết cho là thất bại, đầu hàng, thua cuộc, đang bừng sáng tình yêu của thần khí, đấng đã sai vào đời, đến với thế giới những sứ giả của sự thật giải phóng, sự thật cứu độ, như ngôn sứ Isa đã loan báo khi nói về Đức Giêsu. Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa, và cho tiếng nói của người bị hàm oan được lắng nghe. Người viết lầm than cô đơn
trong chốn vô tội. Và Cha ơi, xin thứ tha cho dân tộc con, xin phá tan bao xích xiềng ma và bóng tối. Ngài thấy những nước mắt rơi, Ngài cất chúng trong về Ngài, phục hưng chúng con hỡi Cha, cứu tội nhớ. Ngài cất chúng trong